Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 1 tháng 2 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày giá rét đầu năm mới canh tí, nền nhiệt ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ đã tăng dần lên trong 2-3 ngày gần đây, khiến tiết trời ấm áp lên. Dự báo trong đêm nay và ngày mai do khối không khí lạnh có cường độ tiếp tục suy yếu và lệch về phía biển nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù, trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ, riêng các tỉnh ở vùng núi nhiệt độ thấp hơn ban ngày trời vẫn ấm áp với nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo giao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ ở tại phía đông và từ 21 đến 24 độ ở phía tây. riêng khu tây bắc thì mức nhiệt có thể lên trên 25 độ. Sau đó khoảng từ ngày 3 tháng 2 các tỉnh bắc bộ lại đón nhận một đợt không khí lạnh mới gây mưa cùng với nền nhiệt độ trên toàn khu vực giảm, trời rét cả ngày lẫn đêm trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4. trong đó thì khu vực vùng núi trời rét đậm có nơi rét hại. Thưa quý vị, giảm thân nhiệt là căn bệnh thường gặp khi trời lạnh trở nên trầm trọng, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách. Để phòng ngừa thì quý vị cần chú ý hãy mặc nhiều lớp quần áo ấm, giữ chân tay ấm và đội mũ, tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc là sáng sớm bởi nhiệt độ quá thấp có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh. Đồng thời tăng cường các biện pháp giữ ấm cho cơ thể như là tập thể dục, tăng cường bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở các tỉnh miền Bắc. Ở tại miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có sương mù và mưa nhỏ trong đêm nay và sáng ngày mai. Trời rét nhẹ vào đêm và sáng với mức nhiệt trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn trong ngày phổ biến tạnh giáo, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Sau đó, từ khoảng chiều tối ngày 3 tháng 2, không khí lạnh cũng tác động đến khu vực này, gây mưa và làm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng trời rét, với mức nhiệt về đêm và sáng khoảng từ 15 đến 18 độ, còn trưa chiều hầu hết các nơi giao động trong ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn ổn định trong 24 giờ tới, với những cơn mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi, tập trung vào đêm và sáng. Cùng nền nhiệt ít có sự biến động, cao nhất ngày sẽ trong khoảng từ 25 đến 28 độ ở Trung Trung Bộ và từ 28 đến 31 độ ở phần còn lại. Sang đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 2 thì mưa cũng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh trung trung bộ và nhiệt độ giảm xuống ngưỡng xe lạnh ở khu vực này, phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thời tiết ít biến đổi, ngày có nắng nhẹ và nhiệt độ trưa chiều trong ngưỡng từ 28 đến 31 độ lùi xuống phía nam ở các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ trời có nắng với mức nhiệt trưa chiều sẽ trong ngưỡng từ 31 đến 34 độ ở các tỉnh nam bộ và từ 27 cho đến 30 độ ở tại khu vực tây nguyên về đêm và sáng khu vực nam bộ tiết trời mát mẻ khi nhiệt độ giảm xuống mức từ 23 cho đến 26 độ và khu vực tây nguyên trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất sẽ trong khoảng từ 16 đến 19 độ. <laughs> Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở phía Tây Bắc Bộ ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 25 độ, sang đến 2 ngày sau có mưa rải rác, trời rét, nền nhiệt, nhiệt giảm dao động trong ngưỡng từ 19 đến 22 độ và từ 17 đến 20 độ. Ở phía đông bắc bộ ngày mùng 3 và ngày mùng 4 có mưa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ trong 3 ngày tới giảm dần từ 20 đến 23 độ xuống còn 16 cho đến 19 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mùng 3 và ngày mùng 4 từ chiều và tối có mưa, nền nhiệt có xu hướng giảm dần mỗi ngày, phổ biến từ 21 đến 24 độ xuống còn 17 cho đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 3 ngày tới có mưa rào ở vài nơi ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa từ 24 đến 28 độ, riêng ở phía nam cao hơn từ 28 cho đến 31 độ. Ở Tây Nguyên trong 3 ngày tới phổ biến là không mưa, đêm và sáng trời xe lạnh, ngày nắng. Mức nhiệt trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng là từ 31 đến 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, vào ngày mùng 2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời rét, sang đến 2 ngày sau có mưa trời rét, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày từ 20 đến 23 độ, xuống còn từ 16 đến 19 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tiếp tục ổn định. Từ khoảng ngày mùng 3 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc tăng lên ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Trong khi đó, ở khu vực giữa và nam biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, gió đông bắc duy trì ở mức trung bình, tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!